sự bình thường ai cũng thấy ở bác là lời nói đi đôi với việc làm. Lời bác thấm sâu trong lòng ta vì đó chính là việc làm. Bác kêu gọi toàn dân trồng cây và bác tự mình trồng cây trong vườn, trồng cây mỗi dịp Tết đến. Bác trồng cây vú sữa bà con đất mũi Cà Mau gửi tặng cạnh ngôi nhà 54. Hàng ngày bận rất nhiều công việc nhưng bác vẫn dành thời gian chăm sóc cây. Hình ảnh cười cầm bình tưới cây vú sữa đã làm xúc động hàng triệu con tim người dân đất Việt, nhất là đồng bào miền Nam, trong những năm bom đạn cút trời, hờn cắm đun nấu. Bác sang thăm Trung Quốc, thấy có loại cây xanh bốn mùa ít rụng lá, bác đưa về hai cây và trồng trong vườn. Bác nhắc ngành lâm nghiệp nhân giống loại cây ít rụng lá để các cô lao công đỡ chất giả. Tết cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân, bác lên đồi Phật Lại ở Ba Vì, Hà Nội trồng cây đa. Đồi gương bác, Tết trồng cây từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp trên đất nước. Bác kêu gọi mọi người tiết kiệm, chống lãng phí. Và bác thực hiện trước, mỗi tuần nhịn ăn một bữa để góp vào hũ gạo kháng chiến. Từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, bác không ở ngôi nhà của toàn quyền Đông Dương mà ở trong ngôi nhà của người thợ điện. Mỗi lần đi làm việc xa, đi thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, bác thường đem theo cơm nắm, muối vừng để khỏi làm phiền cán bộ, nhân dân địa phương. Bác tiết kiệm từng tờ giấy, các văn bản, thư từ, bác đều viết trên mặt sau của bản tin thông tấn xã Việt Nam. Về nông thôn, bác Hồ mặc quần áo nâu đi tát nước, gùn nước cùng dân. Hồi ở Việt Bắc, bác Hồ dạy thanh niên học chữ, dạy cách trồng rau, đút cơm cho trẻ nhỏ. Cái gì bác cũng biết làm và cái gì cũng giỏi, khiến bà con rất quý. Ông Quyền Thế Văn, 94 tuổi, người đã đi theo chăm sóc bác Hồ từ thời kháng chiến cho đến những năm 60 của thế kỷ 20, đang sinh sống ở Hà Nội, kể lại. Những dịp theo bác đi khảo sát tình hình thời sự ở Trung Quốc, ông mới thực sự nhận thấy tính hóm hỉnh của người. Vali quần áo của bác chỉ có 2 chiếc quần đùi, 2 chiếc áo may ô và một bộ trang phục để tiếp khách. Thế nhưng bác luôn dặn ông phải hết sức cẩn thận cất giữ chiếc vali chữ báo vật. Nếu đi đâu ra khỏi phòng, phải cho vào tủ khóa lại. Bác bảo đây là bí mật quốc gia, đừng tiết lộ ra ngoài. Sau này ông mới hiểu bác không muốn người nước ngoài nhìn thấy sự quá giản dị của một vị lãnh tụ. Những câu chuyện về nếp sống giản dị thanh bạch của bác Hồ kể mãi không hết. Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, đó là phong cách người cán bộ cách mạng. Ấy thế mà trong các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức bác Hồ, người nghe đã không cầm được nước mắt khi vị lãnh tụ đã sống một cuộc đời vô cùng bình dị. Những năm tháng cuối đời, người đã viết bản di chúc lịch sử, bảo vật quốc gia quý giá, cùng nhiều kỷ vật người để lại, vẫn tiếp tục kể với sông núi cháu con về trái tim bao la mà rất đổi giản dị của bác. Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu trữ hàng vạn tư liệu hiện vật kể về cuộc đời sáng rỡ kỳ lạ, cuộc đời người con ưu tú bậc nhất của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khối tư liệu hiện vật đồ sộ đó, di chúc cho người viết từ ngày 10 tháng 5 năm 1965 đến ngày 19 tháng 5 năm 1969 được bảo quản vô cùng đặc biệt. Cho đến nay, rất ít người thật sự được tiếp cận với bản gốc, bởi rất hiếm khi những bảo vật này được trưng bày rộng rãi cho công chúng thưởng lãm. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết, bản di chúc tuy ngắn gọn, song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau. Ngoài bản di chúc, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có một bộ ảnh tư liệu quý giá với hơn 600 ảnh, chụp 12 cái Tết bác Hồ đi thăm và chúc Tết quân dân Hà Nội, rất cảm động. Và Tết Nguyên Đán năm 1969 là cái Tết cuối cùng,
trước khi người đi xa mãi mãi. Mặc dù sức khỏe của người không được tốt, nhưng người vẫn đi thăm chúc Tết đồng bào và chiến sĩ. Năm 1990, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận một vật quý. Đó là chiếc huy hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho người đạp xích lô Nguyễn Văn Thảo vào năm 1958. Chuyện về chiếc huy hiệu là một câu chuyện cảm động về tấm lòng của Bác luôn quan tâm động viên nhân dân làm những việc tốt dù nhỏ nhoi. Ông Nguyễn Văn Thảo làm nghề chở xích lô. Năm 1958, trong một lần chở khách, ông nhặt được một bọc lớn của khách để quên trên xe mình. Ông đã tìm vị khách đó để trả lại nhưng không thấy, nên đã mang vào đồn công an nhờ trả lại cho người đánh mất. Xúc động trước việc tốt của ông Thảo, Bác Hồ đã tặng huy hiệu cho người đạp xích lô thật thà. Trong bộ sưu tập quý của bảo tàng còn có một bộ quần áo bằng vải đuổi rất đặc biệt, được dệt từ sợi tơ tằm, hầu như vẫn còn như mới dù nó đã được gìn giữ hơn 60 năm. Đó là bộ quần áo mà Bác Hồ đã tặng cho ông Trịnh Như Lương, và sau 60 năm gìn giữ, con gái ông đã tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, kèm theo lá thư do tự tay người đánh máy. Dưới có chữ ký màu mực xanh đen. Trong thư, Bác gửi lời chúc: nhân năm mới, tôi gửi lời hỏi thăm đến chú và những anh em làm việc với chú. Các chú cố gắng làm tròn nhiệm vụ, giữ đúng, cần kiệm, liêm chính. Chính phủ sẽ ghi nhớ công trạng những nhân viên tận tụy và trung thành. Sẵn đây, đồng bào có gửi tặng tôi một bộ áo, tôi gửi biếu chú. Chào thân ái và quyết thắng. Một trong những kỷ vật gây xúc động là chiếc băng tang chiến chủ tịch rất đặc biệt. Tháng 9 của 52 năm trước, Hà Nội mưa tầm tã không ngớt, nhưng không ngăn nổi dòng người xếp hàng vào chiến. Trong dòng người đau buồn ngày ấy có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, quyền Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, khi đó đang là học viên dự bị đại học. Khi đang làm thủ tục nhập học thì được tin Bác mất, ông quyết định đạp xe về Hà Nội dự lễ tang Bác. Chật băng tang, chàng tân sinh viên ngập trong đau buồn, hình ảnh được chính dự gặp Bác Hồ lại trào về với bao niềm xúc động. Ông Phúc kể lại, trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, ngôi nhà nơi gia đình ông sinh sống tại khu tập thể bệnh viện Bạch Mai đã bị bom B-52 tàn phá. Nhưng kỳ diệu, sau khi bới tìm trong hố bom, chiếc băng tang và cuốn sổ ghi chép ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn.